Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là phe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thiên thần Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến qua các phương tiện truyền thông ở khắp nơi. Ngày hôm nay, phục vụ giáo hội mừng kính các thánh nam, các thánh nữ trên thiên đàng. Đây là ngày lễ trọng đại của Hội Thánh Công Giáo, chia sẻ niềm vui với tất cả quý ông bà, anh chị em tín hữu ở khắp nơi. Chúng ta cùng chúc tụng Chúa và chúng ta mừng chúc nhau trong ngày đại lễ này bằng một tràng pháo tay thật dài.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và mọi người đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Hôm nay mẹ hội thánh hân hoan mừng kính các người con của mình đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến ở trần gian, nay được vinh hiển trên thiên đàng. Ngày lễ các thánh đầu tiên ở trong lịch sử được cử hành vào thế kỷ thứ tư để vinh danh và tưởng niệm các vị tử đạo. Sau này khi những người Kitô hữu được tự do, giáo hội Roma không bị bách hại nữa, giáo hội đã dùng lễ này để tỏ lòng tôn kính những người thánh thiện và mừng chung tất cả những vị thánh, những người tín hữu đã qua đời được ân nghĩa với Chúa, những vị được tuyên phong lên hàng hiền thánh và cả những vị âm thầm khiêm tốn hoàn tất cuộc đời tốt đẹp. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng ta được bước theo bước chân của các vị thánh anh hùng, trong đó có những người mà chúng ta yêu mến, những người chúng ta biết đến. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn Giuse và Maria, cho linh hồn Gioan Baptista và Maria theo như ý người xin. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an rơi thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con tạm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xót tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khấn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kinh toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng này, xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Và tôi đã nghe biết số người đông được ấn là 444.000 người thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được. Họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi tộc, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, đấng ngự trên ngai vàng và con chiên. Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: Amen, chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến? Tôi đáp lại rằng: thưa Ngài, hẳn Ngài đã rõ. Và người bảo họ rằng: họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên. Đó là lời Chúa. Là Chúa trời đất và muôn vật muôn.
muôn loài. Chúa làm chủ hoàn cầu với tất cả dân cơ, nên trái đất ngày dâng trên biển cả, đất vương vàng trên làn nước mênh mông. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm người. Ai được lên núi Chúa, được ở trong thánh chính những người tay tinh sạch lòng thanh, hồn trong trắng và lòng không thờ lạy, bao ngẫu tưởng với giả cha hư vô. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi người thì tự thánh hóa mình cũng như người là đấng thánh. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở hiền lành, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta hân hoan mừng đại lễ các thánh nam nữ. Việc cử hành này mang lại cho chúng ta không chỉ niềm vui mừng, nhưng còn là niềm hy vọng về một đời sống vĩnh cửu mai sau chúng ta cũng đạt được ở trên nước Chúa. Vậy thì các thánh nam nữ chúng ta mừng hôm nay là ai? Đây là một đoàn người thật đông đảo, không tài nào đếm được. Đó là cộng đoàn các thánh qua dòng lịch sử thời gian, quả là đang trở thành hiện thực nơi lời của Chúa Giêsu nói lên với viên bách quân đội trưởng trong phúc âm: ta bảo thật cho anh, nhiều kẻ từ phương Đông phương Tây mà đến và được cùng dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob ở trong nước Chúa. Nghĩa là trên nước Chúa, con người của mọi thời mọi nơi, những con người sống lành thánh, những con người tốt lành ở cuộc sống trần gian được chung hưởng vinh phúc nước trời. Chúng ta gọi chung là các thánh nam nữ. Họ là ai? Đây là câu hỏi mà trong bài đọc 1 Thánh Gioan Tông Đồ đã đặt ra với vị trưởng lão. Trong một thị kiến, Ngài được đưa lên tầng trời. Chính Ngài đã kể lại trong sách Khải Huyền như thế này: tôi thấy kìa, một đoàn người thật đông đảo, không tài nào đếm được, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi đất nước và mọi ngôn ngữ. Vì các Ngài là người của muôn phương muôn thời, cho nên trong số các Ngài có những người chúng ta yêu mến, có các người là thân thuộc với chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Có các người, có người đã đi qua cuộc đời chúng ta, có người chúng ta quen biết, có người là xóm giềng, có người liên hệ với chúng ta. Các Ngài có người thánh thiện, tốt lành, cũng không thiếu những vị trước đó trong cuộc sống trần gian đã có thời bê tha trác táng, có thời tội lỗi, có thời chối đạo, nhưng đã được ơn sám hối, canh tân, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Không phải tự nhiên mà các Ngài được đứng trong hàng ngũ các thánh đâu. Theo lời sách Khải Huyền, sở dĩ được như vậy bởi vì các vị thánh của chúng ta đã trải qua một cuộc đời trần gian thử thách, đã giặt áo cuộc đời mình và tẩy áo cuộc đời mình trong máu của con chiên, như lời Thánh Vịnh diễn tả: ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mình. Vậy thì có bao nhiêu đang hưởng một mùa gặt ở trên nước trời? Không khó để trả lời câu hỏi này đâu. Bởi vì Chúa Giêsu là vua toàn thể vũ trụ, Ngài phủ bóng cứu độ lên trên tất cả mọi người, không loại trừ ai cả. Vì thế, cho nên giáo hội tuyên, không chỉ là những vị giáo hội tuyên phong mới là thánh ở trên nước trời, nhưng tất cả những người nào được ân sủng của Chúa Giêsu biến đổi nên người công chính đều là những vị thánh, những vị thánh mà trong thư gửi các giáo đoàn Roma, Epheso, Colosse hay Corinto, Thánh Phaolô đều nhắc đến: anh chị em là những thánh, là những vị thánh. Và ở trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng đọc: tôi tin kính, tôi tin một giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền.
một giáo hội thánh thiện. Cho nên tất cả những ai lãnh bí tích rửa tội, những ai thuộc về Chúa Kitô đều là thánh, đều thánh thiện. Con đường nên thánh của các ngài thế nào đây? Các thánh trong cuộc sống thường ngày cũng giống chúng ta. Không phải các ngài là những người thần thông quảng đại, các ngài là những người có tài, có người giỏi hay làm một điều gì đó phi thường, nhưng hầu hết các ngài đều là những người bình thường trong cuộc sống gian trần. Bài phúc âm kể với chúng ta về tám mối phúc thật, tức là những con đường lên thánh mà thánh Matthew đã viết lại cho chúng ta. Con đường đây không phải là con đường dành riêng cho linh mục, tu sĩ, những người dâng mình cho Chúa để bảo rằng đấy là những người được thánh hiến cho nên thánh. Không, tất cả mọi người chúng ta đều phải nên thánh. Trong Cựu Ước đã nói như thế này: điều Thiên Chúa muốn là anh em được ơn cứu độ. Và ở trong Tân Ước chúng ta thấy: các ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Chúa đã chỉ thị một cách rõ ràng như vậy. Không phải các thánh đều là những người xuất sắc để theo lời Chúa đâu. Cũng có những vị không có xuất sắc gì cả, nhưng đã sống một cách xứng đáng ơn gọi của mình. Người sống khó nghèo, người hiền lành, người trong sạch, người công chính, người tử đạo. Nghe đến giáo huấn bát phúc, tức là tám mối phúc thật, nhà cách mạng Gandhi của nước Ấn Độ đã nói như thế này: không có bản tuyên ngôn nào đẹp cho bằng bản tuyên ngôn tám mối phúc thật. Chính bài giảng này đã thu hút tôi và làm cho tôi được biến đổi. Anh chị em thân mến, mừng lễ các thánh ở trên trời, chúng ta cảm tạ Chúa đã cho chúng ta những mẫu gương sáng ngời của các vị thánh để khích lệ chúng ta nên thánh. Chúng ta có niềm an ủi thật lớn lao, đó là các thánh không phải là người xa lạ. Các thánh là những người có niềm tin với chúng ta, là tổ tiên, là cha ông, là những người bình thường như chúng ta. Giáo hội không phong thánh để chúng ta đặt trên bàn thờ, nhưng để cho chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, để khích lệ chúng ta noi gương các ngài để bắt chước. Đường lối nên thánh không phải là con đường độc điệu, con đường giống nhau, nhưng đường lối nên thánh là con đường muôn thuở, muôn cách, ở muôn nơi mà Thánh Thần đưa vào trong cuộc đời chúng ta. Người làm cha làm mẹ, người sống đời sống gia đình, trong nghề nghiệp này nghề nghiệp nọ, người thăng tiến bằng cuộc đời xã hội, người âm thầm chịu đau khổ. Có những người bệnh tật suốt cả đời, có những người nằm trên giường bệnh không đến nhà thờ, họ cũng là những vị thánh khi họ đi tìm và gặp Chúa Giêsu. Cho nên mỗi người đều có quyền hy vọng rằng ông nọ bà kia nên thánh được thì tại sao tôi lại không nên thánh? Chúng ta tự vấn lương tâm và bằng sự cố gắng của mình, chúng ta tiếp tục cố gắng hơn, tại sao tôi lại không nên thánh khi những người khác nên thánh được? Amen. Tất cả chúng ta cùng đứng lên để đọc lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, hân hoan mừng kính các thánh nam nữ, chúng ta hướng lòng về thiên đàng và khao khát được chia sẻ hạnh phúc vô biên với các ngài. Vì thế chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và cầu xin cho chúng ta luôn biết hướng lòng về Chúa. Bất cứ ai đặt hy vọng nơi người thì tự thánh hóa mình. Xin cho các mục tử trong hội thánh đặt trọn niềm tin và hy vọng nơi Chúa, nỗ lực nên thánh để có thể dẫn dắt mọi người trên đường chân lý và tình yêu mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Xin
xin Chúa nhậm đời chúng con. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, xin cho những người sống đời thánh hiền giữ được tâm hồn trong trong, trái tim luôn bừng cháy lòng mến Chúa yêu người, để nên đuốc sáng soi đường cho nhiều người đi trên chính lộ huy hoàng mà đạt tới sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang chịu bách hại cảm nhận được sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, trung thành sống theo các mối phúc tin mừng mà đạt được triều thiên vinh cửu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nếu bạn muốn là một vị thánh, hãy có một mục đích duy nhất là làm vui lòng Chúa Giêsu. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta biết noi gương các thánh, nỗ lực sống trong sạch và hân hoan làm đẹp lòng Chúa Giêsu bằng luôn sống theo thánh ý người. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về bao điều kỳ diệu Chúa đã làm nơi các thánh. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi ân sủng Chúa ban để sống đời thánh thiện, mà cảm tạ Chúa tại thế và ca ngợi Chúa muôn đời trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Của anh chị em được Thiên Chúa
là Cha toàn năng chấp nhân. Xin Chúa nhận nghi lễ lời tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa là mẫu hình cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Chúa đã cho các ngài được hưởng phúc trường sinh, xin cho chúng con cùng hiệp tay các ngài nâng đỡ trên con đường về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng thành Jerusalem Thiên Quốc là mẹ chúng con. Nơi đó anh chị em chúng con là toàn thể các thánh muôn đời ca ngợi Cha, và chúng con là lữ khanh được đức tin soi dần đang vội và tiến về. Chúng con rất hoan hỷ vì bao phần tư ưu tu của hội thánh được vinh quang. Nhờ đó Cha cho các ngài trở thành gương mẫu và trợ giúp chúng con là những kẻ yếu hèn. Vì thế hiệp với các ngài và toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con đồng thanh ca ngợi Cha và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Truyền Chúa chiều trên và tiến sân Chúa sau này cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ của Chúa là mọi người trong đoàn dân Chúa, và đặc biệt các linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho các kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương son tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì lên, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đặng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc. Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là ngày đại lễ mừng kính các thánh nam nữ ở trên trời. Chúng con quy tụ lại với nhau ở trần thế này, dâng thánh lễ mừng kính các ngài và cũng là tôn vinh lòng nhân hậu và ơn cứu độ của Chúa đã thương quy tụ chúng con lại không để chúng con bị hư mất. Chúng con được chung hưởng niềm vui trên trời muôn đời với các thánh của Chúa. Các ngài là những người đã có một cuộc sống trần gian giống chúng con. Cũng có những vị thánh đi qua những gian khổ, đau yếu, bệnh tật, những năm tháng trần gian
là một thời gian dài thanh luyện và thử thách. Có những vị thánh đã có những quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng nhận ra ơn Thánh Chúa đã biết hoán cải trở về. Các vị thánh tử đạo cho chúng con những mẫu gương sống đạo anh hùng. Các vị thánh là tông đồ dạy chúng con luôn luôn phải biết loan báo tin mừng, dấn thân cho các sự nghiệp của nước Chúa. Các vị thánh hiền lành, trong sạch, khiêm nhường. Các vị thánh là những bậc cha anh đi trước chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được học biết nơi các ngài mẫu gương sống đạo ngay từ trong gia đình và cuộc sống chúng con, để cuối cùng chúng con cũng được vinh thăng trên nước Chúa như các ngài. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đấng thánh, Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ. Chúng con xin chúc tùng tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thanh hoa chúng con, để sau khi được thần lương này nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần gian, chúng con cũng được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em ở khắp nơi, kể từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, tất cả chúng ta đến kính viếng các nhà thờ và đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, miễn là chúng ta giữ những điều giáo hội đã đặt ra là xưng tội và rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Chúng ta được lĩnh một ơn toàn xá và dâng ơn toàn xá này cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Đặc biệt anh chị em có thể kính viếng đất thánh từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mồng 8 để chúng ta nhận được ân sủng toàn xá, và cầu nguyện cho các linh hồn cũng như vậy. Những ai đau ốm bệnh tật, những người già cả yếu đau không đi đến nhà thờ được, chúng ta hiệp dâng thánh lễ trực tuyến, hoặc là chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, xin lễ cầu nguyện cho thân nhân của chúng ta, cũng là những việc làm đạo đức tốt đẹp để chúng ta cầu cho các ngài, những người đã khuất được yên nghỉ. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công nhắc nhở chúng ta, lời cầu xin của bất cứ ai cũng xứng đáng để Chúa nhận lời và ban ơn phúc cho các linh hồn. Xin kính chúc tất cả mọi người chúng ta xa gần một tháng các đẳng linh hồn đầy sốt sắng và chuyên tâm cầu nguyện cho các ngài. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah.
Chúa Giêsu, lạy Cha tin cầu anh cực tình nó thánh được bà Maria, lạy ông thánh Du Xe là bạn thánh sạch được bà Maria chọn đời đồng trinh.